Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Khó khăn trong phát triển đảng viên khu vực nông thôn ở huyện Bình Xuyên. Đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Thái Hòa, thị trấn Hòa Sơn. Phần tin quốc tế có những tin chính. Israel bỏ phiếu giải tán quốc hội. Palestine được trao quy chế quan sát viên ICC. Bây giờ là nội dung chi tiết. Những năm qua, huyện ủy Bình Xuyên luôn quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chi đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên công tác phát triển đảng ở các chi bộ nông thôn trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Đây là buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ của chi bộ thôn Quang Hà, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Một điều chúng tôi nhận thấy là hầu hết các đảng viên trong chi bộ đều đã cao tuổi, số đảng viên trẻ rất ít. Hàng năm, chi bộ đều xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên tìm nguồn, giúp đỡ những quần chúng ưu tú để kết nạp vào đảng. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, chi bộ thôn Quang Hà mới chỉ kết nạp được 4 đảng viên. Ở cái chi bộ chúng tôi là một chi bộ nông thôn nên là cái việc mà phát triển đảng viên là gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là các thanh niên bây giờ là họ học xong là họ thoát ly ra ngoài, mà cái nguồn để phát triển đảng thì là chủ yếu tập trung vào cái đoàn thanh niên. Thì bây giờ đoàn thanh niên là các cháu học xong là ra trường là người ta thoát ly đi làm ngoài, cho nên là nguồn là không có. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhờ về theo những cái quy định của đảng là một quần chúng ưu tú, ngoài những cái việc ưu tú ra thì hàng năm là phải được bình xét là cá nhân xuất sắc, phải có cái giấy khen. Thì nó khó khăn là trong các cái đoàn thể thì các cái hội viên của các cái đoàn thể thì được tặng giấy khen thì chủ yếu là làm trong ban chấp hành. Đảng bộ xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên cũng là một trong những đảng bộ gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn. Hàng năm, đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu thực hiện cho các chi bộ. Tuy nhiên, không phải chi bộ nào cũng hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn của huyện Bình Xuyên gặp nhiều khó khăn. Ngoài nguyên nhân chính là do thiếu nguồn, còn do một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, chưa thực sự phát huy hết vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chưa đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt, nên không thu hút được nhiều quần chúng nhân dân tham gia vào tổ chức đảng. Cái nguyên nhân là hết sức quan trọng đối với đảng bộ Bình Xuyên liên quan công tác phát triển đảng viên nông thôn. Thì hiện nay cái nguồn phát triển đảng viên nông thôn nó gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, do một số các đối tượng là đoàn viên, là thanh niên, là quần chúng sau khi mà học ở các trường lớp ra thì đều đi làm các công ty, các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị. Nên cái điều kiện để sinh hoạt này, để tham gia hoạt động ở các tổ chức hội cơ sở là gặp rất nhiều khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, thời gian tới, huyện Bình Xuyên tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng trong tình hình mới hiện nay. Xác định chuyển dịch cơ cấu cây trồng là một hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế. Những năm gần đây, một số hộ gia đình tại xã Như Thụy, huyện Sông Lô đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng có năng suất thấp sang trồng các cây cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng địa phương. Trong đó có cây gió bầu. Ông Hà Thế Lập ở thôn Như Sơn là người đầu tiên đưa cây gió bầu về trồng tại địa phương. Năm 2013, ông đã bỏ ra hơn 70 triệu đồng, ươm trồng hơn 7.000 cây gió bầu. Từ đó đến nay, nhiều lứa cây mới được trồng xen và bước đầu đã cho thu nhập mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Cây gió bầu của gia đình ông được xuất bán tại nhiều địa phương trong cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Giang. Hiệu quả từ việc trồng cây gió bầu đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Việc đẩy mạnh phát triển trồng cây gió bầu trên địa bàn xã Như Thụy đã bước đầu mang lại hiệu quả và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương. Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Thái Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng.
trong đó nguồn vốn ODA là 37,3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 18,6 tỷ đồng, người dân đóng góp 6,2 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án quan trọng sau khi đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch cho khoảng 3.000 hộ dân của xã Thái Hòa và thị trấn Hoa Sơn. Sau một thời gian thi công, dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công hiện đang tập trung nhân lực, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đưa dự án vào hoạt động trong quý 1 năm 2015. Trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng là được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng như là bà con nhân dân. Nguồn nước thì lấy từ nước sông Po Đáy, và hiện nay là như các đồng chí đã biết là công trình đã cơ bản hoàn thành khu xử lý. Còn các hiện nay là chúng tôi đang lắp đặt đồng hồ cho các hộ dân trong hai xã là Thái Hòa và thị trấn Hoa Sơn. Không chỉ tập trung vào việc đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, mà công tác quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh lao động công trình cũng được chủ đầu tư là Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn quan tâm đặc biệt. Công việc còn lại cuối cùng là chỉ là những công hạng mục phụ trợ, sân đường nội bộ, cây cảnh. Dự kiến thì trong cuối tháng này xong, cuối tháng 12 là hoàn thành toàn bộ trong trạm xử lý khoảng đầu tháng 1 năm 2015 trước cái nguyên đán có nước phục vụ của bà con. Để dự án đảm bảo đúng tiến độ, thời gian tới Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tạo điều kiện thuận lợi để có mặt bằng lắp đặt tuyến ống truyền tải nước sạch. Đảm bảo đủ nguồn nước cũng như nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn, các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Chuyển sang phần tin quốc tế. Với tỷ lệ 93-0, các nghị sĩ trong Quốc hội Israel vừa thông qua quyết định giải tán cơ quan lập pháp này và ấn định ngày 17 tháng 3 năm 2015 sẽ tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.
Việc bỏ phiếu chỉ diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi giải tán Quốc hội và cách chức hai Bộ trưởng Tài chính và Tư pháp. Quyết định của ông Netanyahu đã gây làn sóng tranh cãi trong nội bộ chính phủ Israel. Đảng Yesh Atid cho rằng cuộc bầu cử mới sẽ gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế và xã hội của Israel. Hiện tỷ lệ ủng hộ ông Netanyahu đã giảm còn 38%, trong khi tỷ lệ này vào tháng 8 là 50%. Lần gần đây nhất, Israel tiến hành tổng tuyển cử là hồi tháng 1 năm 2013, trong khi cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến phải diễn ra sau tháng 11 năm 2017. Palestine vừa được công nhận quy chế quan sát viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Quy chế này được trao cho Palestine tại một cuộc họp cấp cao 122 nước thành viên ICC ở New York, Mỹ. Theo đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc, việc được trao quy chế quan sát viên sẽ tạo điều kiện cho Palestine tiếp tục nỗ lực đạt được tư cách thành viên chính thức của ICC. Ngày 19 tháng 11 năm 2012, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 nước thành viên đã bỏ phiếu đồng ý trao quy chế quốc gia quan sát viên phi thành viên Liên Hợp Quốc cho Palestine. Người Palestine đang tìm cách thành lập một nhà nước độc lập trên các vùng lãnh thổ của mình ở bờ Tây, Đông Anquis và Dải Gaza, đồng thời đang yêu cầu Israel phải rút khỏi những vùng đất chiếm đóng của Palestine. Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố báo cáo mới nhất cho biết đã có 6.346 người tử vong trong tổng số 17.834 ca nhiễm Ebola tại 8 quốc gia phát hiện chủng virus chết người này, tăng nhiều so với con số 6.055 người tử vong vài ngày trước đó. Theo WHO, riêng tại ba nước Tây Phi, Guinea, Sierra Leone và Liberia, con số thiệt mạng do nhiễm Ebola đã lên tới 6.331 người. Trong đó lo ngại nhất là Sierra Leone, quốc gia lần đầu tiên có số người nhiễm Ebola vượt Liberia. Tính đến thời điểm ngày 6 tháng 12, Sierra Leone đã có 1.742 ca tử vong trong tổng số 7.798 trường hợp nhiễm, tăng gần 500 người nhiễm so với số liệu cập nhật một tuần trước đó. Cho đến nay, chỉ Tây Ban Nha và Senegal là hai quốc gia đã tuyên bố thoát dịch sau 42 ngày không phát hiện ca nhiễm mới. Tập đoàn sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản sẽ thu hồi khoảng 5,4 triệu xe tại Mỹ do lo ngại các vấn đề liên quan tới lỗi túi khí. Tập đoàn này đã gửi yêu cầu về việc thu hồi tới Cơ quan Quản trị An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ. Honda đang lên kế hoạch thay thế những túi khí do nhà cung cấp Takata của Nhật Bản sản xuất và tiến hành kiểm tra thiết bị bơm túi khí. Tháng trước, giới chức trách Mỹ cũng đã yêu cầu thu hồi trên quy mô toàn quốc đối với các túi khí do Takata sản xuất. Lý do thu hồi là do thiết bị này có thể gây thương tích cho lái xe cũng như hành khách trong trường hợp xảy ra tai nạn. Bang California, Mỹ đang đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 1.200 năm qua do tình hình khô hạn kéo dài từ đầu năm nay. Các nhà khoa học cho rằng đợt siêu hạn hán này còn nghiêm trọng hơn đợt hạn hán kinh khủng nhất trong lịch sử nước Mỹ xảy ra vào những năm 1970 và 1980. Tình trạng này cho thấy những diễn biến ngày càng xấu đi, nhanh chóng của hiện tượng biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Giám sát khô hạn Mỹ, hạn hán đã bao phủ khoảng 50% khu vực của California. Thiếu nước tưới tiêu làm giảm năng suất cây trồng, vật nuôi, đẩy giá thực phẩm tăng cao. Ước tính thiệt hại lên đến khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ và hơn 14.500 người không có việc làm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quân đội Nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu cao và phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống, giá trị đạo đức của dân tộc và truyền thống vẻ vang của quân đội, cùng với cả dân tộc làm nên những chiến thắng vĩ đại, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.